Lean Body, nét đẹp bất tử theo thời gian, trường tồn cùng năm tháng. Niềm kiêu hãnh của streamer danh nhân bụng sáu múi. Di Nguyễn Luxury Home Gym. Chào mừng các bạn đến với ngày quốc tế tập ngực tại Di Nguyễn Home Gym. Là hôm nay mình sẽ tập ngực theo phương pháp mắt OT và Lean Body kết hợp tại Thor Gym theo chủ đề của Di Nguyễn nha. Chủ đề là cái buổi tập của Di Nguyễn trong cái home gym này. Tức là các bạn nào mà tướng mà từ mình trở xuống đó thì chơi cái này là ngon rồi. Nha, đó, vậy thôi. Còn cái home gym này Di Nguyễn đã chia sẻ với các bạn là lịch tập giáo án có nữ có nam, tức là couple. Thì nếu mà một cô nữ bình thường thì cũng tập theo đó luôn. Còn nếu mà nam mà tập couple thì tập theo lịch couple, còn nam tập theo Di Nguyễn thì tập theo lịch này. Nói chung có quá nhiều lịch, bạn có thể tập theo cái rộng được hết đó trong đây. Tức là thiết bị trong đây nó chỉ dư rồi, nó dư rồi chứ nó không có thiếu. Đó, nên các bạn đừng có worry nha. Đây là cái home gym của Di và Di sẽ để lại chùm giáo án khoảng chừng trong đầu của mình dự tính là cái chùm giáo án của mình nó khoảng 10 video. Nhiệt tình chưa? Làm 10 cái video để cho quảng cáo cái home gym thôi nha các bạn. Nhiệt tình vậy thôi chứ. Và bây giờ là khởi động phần ngực trên theo phương pháp mắt OT. Thì ở cái khung này là cái khung power, khung sức mạnh, thì Di sẽ tập ngực trên và ngực ngang ở đây. Rồi xong rồi Di sẽ chuyển qua những cái bài cường độ cao khác nha các bạn. Đó, nên buổi tập theo triết lý của Di Nguyễn xây dựng trong cái vấn đề giáo án này sẽ là sức mạnh và cường độ cao nhồi cardio. Đó là cách tập hiện tại của Di Nguyễn, nó phù hợp với lứa tuổi, thể trạng và đẳng cấp của Di Nguyễn nha các bạn. Vô tư, thoải mái. Lên. Full gay chưa em? Chưa full thì full đi. Ah!
này. Chỉnh về ngực ngang 200 bao. Ok. Tập nhẹ nhẹ thôi sao hư máy đó. Ok, xin chào bạn. Để nhằm gọi là nhằm mang lại sự đa dạng của buổi tập ngày hôm nay thì Duy Nguyễn sẽ biểu diễn trên cái máy máy này, máy corner nha bạn. Biết đặt tên gì đâu lẹ. Cái máy này có tác dụng là đặt trong góc phòng rất là tiện nha. Bạn nào phòng nhỏ nhỏ thì hãy mua đi. Rồi cái cặp trắc đồ sport là mua từ Mỹ Đế. Cái này là hàng phải hàng home nha ba. Ở hàng này hàng thương mại đó. Hàng này mua riêng. Nói Duy Nguyễn có phải nhớ những vụ phi vụ trắc đồ không? Mua mấy trăm cặp rồi đó. Để tập cặp này ngon hơn, tự tin hơn. Đó, còn hàng đi theo máy nè. Cho coi hàng đi theo máy nha. Cho coi thôi nha, so sánh lóc á. Đó, cho coi thôi. Thôi, mình sẽ rót set cho các bạn. Hiện tại là một bên là 70 pound. Mình sẽ rót về 60-50. Rồi, chuẩn chưa? Rồi, dứt. Nè, nó có cái chỗ này để tì ra nè. Không phải giỡn đâu, nó không tính hết rồi. Rót giùm anh cái. Đang rót xếp quên tính tập 30 rồi đó. Hey.
Ok, bây giờ chúng ta chuyển qua bài eo. Bài eo là core. Core. Trong giáo án Dương Nguyễn đề chữ core là eo nha, chữ ABS là bụng nha các bạn. Đó, và bây giờ mình sẽ thực hiện bài đá bụng tập eo. Bài này phao câu nặng mệt quá các bạn ơi. Rồi, buổi tập của Duy Nguyễn đến đây xin được khép lại. Bữa nay chúng ta tập rất tốt phần cơ ngực và cơ core tại một cái home gym luxury, tập rất là đã nha các bạn. Nhưng mà chưa hết đâu, tôi còn cardio nữa. Tại theo giáo án Lean Body mà giờ Duy Nguyễn còn rất là sung sức. Uống một muỗng pre cao, hai muỗng intra cao nên giờ năng lượng còn chút đỉnh mà mình sẽ cho các bạn trải nghiệm cardio trên máy treadmill. Á lộn, không phải, bữa nay là máy elliptical và máy đạp xe. Lộng lẫy ven đôi bờ cỏ lá, đẹp dạng người hấp dẫn nhất khu Nam. Anh say tình trong phút chốc tham lam, rất vội vàng mộng trăm năm tròn kiêu. Em đứng tiêu xa đấy đã vượt nhịp, số tình anh vào bến đỗ mênh mông, đang cấm đi đâu mọi thứ rất ngông, từ thiết bị
rồi nỗi thân. BBT chim nữ trao tình chàng BT thực thụ, chàng giao án miệt mài ngày đêm không ngủ. Đệ nhất building tiên bước kiên cường, sừng sững giữa trời rừng sáng một phương. Thêm lộng lấy trong bàn tay chim chúa, uy nga chàng lệ quên ngày xưa dìm dúa. Quá khứ qua rồi giờ đây là cút đúp, chúa tề nghề chim ông hoàn ngành súp. Duy Nguyễn tiên phong người CEO ngạo nghề, thủ thiêm phù Mỹ ta nâng tầm kinh tế. Quân hai nhà bè kết nối mạch giao thương. Thor Dream khu Nam là điểm sáng, đất nước đổi thay người xa có thấy. Sài Gòn bây giờ mới là Ngọc Viên Đông. Thủ thiêm phù Mỹ ta nâng tầm kinh tế. Quân hai nhà bè kết nối mạch giao thương. Thor Dream khu Nam là điểm sáng, đất nước đổi thay người xa có thấy. Sài Gòn bây giờ mới là Ngọc Viên Đông. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.